thời gian tập ít ỏi, Olympic Việt Nam vượt khó ra sao ở trận ra quân ASEAN 19? Đội Olympic Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt chỉ có 2 buổi tập trước trận ra quân gặp Olympic Mông Cổ ở ASEAN 19, nhưng toàn đội đã sẵn sàng khắc phục khó khăn. Olympic Việt Nam đã sẵn sàng. Chiều ngày 17 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Hàng Châu, Trung Quốc. Toàn đội nỗ lực hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Mông Cổ vào ngày 19 tháng 9 tới. Buổi sáng cùng ngày, các cầu thủ đã được chuyên gia thể lực Jose Brandi Rigato Neto triển khai các bài tập nhằm phục hồi thể trạng cũng như làm mới tinh thần sau cuộc hành trình mất khá nhiều thời gian từ Hà Nội sang Hàng Châu. Do vậy, khi bước vào buổi tập chiều, các cầu thủ tỏ ra rất hứng khởi khi được hòa mình vào không gian thoáng đãng của sân trường Đại học Tài chính và Kinh tế Chiết Giang. Dù là sân vận động thuộc một trường đại học của Hàng Châu, nhưng chất lượng mặt cỏ cùng hệ thống phòng chức năng khang trang được đánh giá hoàn toàn đáp ứng để tổ chức một giải đấu cấp độ trẻ của châu Á. Nhiệt độ tại Hàng Châu dao động từ 24 đến 33 độ C nên cũng rất lý tưởng cho việc tập luyện và thi đấu ngoài trời. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hài lòng khi ông và các học trò đang được hưởng những điều kiện rất thuận lợi. Chạy đua với thời gian. Do mất nguyên một ngày di chuyển từ Hà Nội sang Hàng Châu nên thực tế thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, thật ra, với quỹ thời gian như vậy chúng tôi không thể làm tất cả mọi thứ được. Chúng tôi đã lường trước được vấn đề này. Chúng tôi cần điều chỉnh cái gì trước, cái gì sau. Theo chúng tôi thấy, trạng thái cầu thủ đang tốt. Việc đưa cầu thủ trở về trạng thái sung sức để chuẩn bị cho trận đấu hết sức quan trọng. Thứ hai, các cầu thủ phải có tinh thần tốt. Hai điều này, tôi thấy các cầu thủ Việt Nam đều đang có. Tinh thần hết sức thoải mái, hưng phấn. Sức khỏe cầu thủ đang ở trạng thái tốt, sẵn sàng cho các thử thách. Tại bảng B môn bóng đá Nam ASEAN 19, Olympic Việt Nam lần lượt gặp các đối thủ Mông Cổ, Iran và Ả Rập Xê Út. Trận đầu tiên gặp Mông Cổ được xem là trận đấu rất quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, diễn ra lúc 19 giờ ngày 19 tháng 9. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, ngoài vấn đề chuyên môn, Olympic Việt Nam phải chuẩn bị cho các cầu thủ về tâm lý, về mặt tâm lý, không phải đến đây chúng tôi mới chuẩn bị. Chúng tôi chuẩn bị từ những giải đấu trước. Kể từ khi bước vào giải U23 Đông Nam Á 2023. Mặt khác, các cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam hay thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 cũng đã có những trải nghiệm, kinh nghiệm thi đấu và sẵn sàng cho ASEAN 19. Chúng tôi chỉ việc nhắc lại cho các cầu thủ nhận thức rõ tính chất, ý nghĩa giải đấu lần này. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói thêm, chúng tôi trải qua hành trình dài, hơi mệt mỏi một chút. Nhưng khi đặt chân đến Hàng Châu, chúng tôi được tiếp đón chu đáo. Khách sạn nơi đóng quân của đội tuyển rất tốt. Phòng ốc sạch sẽ, giống như khách sạn 5 sao. Đặc biệt, các bữa ăn của đội tuyển khá ngon, hợp khẩu vị. Từ sáng đến giờ, đội tuyển đã sinh hoạt trở lại theo giờ giấc, theo lịch của đội. Sáng nay chúng tôi có buổi tập ở phòng gym để các cầu thủ hồi phục, giảm hết mệt mỏi của ngày di chuyển hôm qua. Chiều ngày 17 tháng 9, đội có buổi tập đầu tiên trên sân cỏ để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với Mông Cổ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.